shopbanacoin.com là shop Banac được mình lựa chọn rất kỹ, hoàn toàn đăng ký ảo. Anh em mua về chơi an toàn, khi chơi chán bán đâu cũng dễ, lựa chọn hàng đầu Việt Nam. Vậy thì còn chờ đợi gì nữa? Vô ngay shopbanacoin.com để mua hàng, bảy server vào chơi nào, từ giá thấp đến giá cao, có đầy đủ, có đầy đủ. Vô ngay shopbanacoin.com để mua hàng về chơi nhá. Hiện tại thì là 1 giờ đêm, anh em mình vừa đi chơi về. Đang canh em vô à? Đang canh lỗi sao thủ ấy. Mấy nay em chơi liên tục mà. Má vừa ra sự kiện Noel mày nhìn vui mày. Sẵn chạy qua camera đi đó, tao chỉ mày nè, đó. Mày kích vô đảo camera đấy. Đấy. Được cái này đúng không? Hai cái từng lọc đấy. Đấy, cái đó, đúng, cái được cái gì vậy? Cái xe kìa, mày kích vô cái xe, tao thích nhất cái xe đấy. Nhưng mà phải nạp tiền 500 ngàn mới được. Tao thích nhất cái xe đấy, nhưng mà phải nạp tiền 500 ngàn mới được. Ủa hôm bữa tao với 5 triệu rồi không được nhỉ? Cái sự kiện này nằm trong ngày chưa? Thôi nhìn người ta nạp được rồi, mình tiền đâu mà nạp. Nói chung là đi xuống nhà mày á, tiền xe, tiền cộ, tiền ăn, tiền uống nó cũng không ít với mày biết tao đó. Tao thì tiền cũng đâu có nhiều lắm đâu. Nani? Sự kiện mới tao phải bây giờ, nói chung là bây giờ mà được ai tặng cho một cái cà gót 500 á nạp game á. Kiểu tại tao đang có cái set kích hoạt biết không? Cái set kích hoạt đó. Tiền đâu ra rồi làm gì có tiền đúng không? 500k. Thôi anh em tới nhà mày chơi, ở chúng mày ăn, chúng mày đi chơi mày. Thôi 500 tiết thì các sĩ anh em kêu bo là thôi. Mày cũng nói được. Cái gì? Mày tiền 500 đối với tao không quan trọng. Vậy thôi cho 1 triệu 1 triệu đi. Vậy thôi cho 1 triệu 1 triệu. 1 triệu cà gót. Thôi cho 500 thôi, 500 là thiệt cà gót. Ok, vậy 500 cũng được, 500 cà gót nha. Đúng là anh em của tao. Ra thì mình cũng định là mai mốt mình về rồi, nhưng mà thằng Dương nó nhiệt tình của mọi người, nó nhiệt tình vãi chưởng. Đi chơi thì nó bao anh em, nói chung là ăn uống bao hết, còn vừa tặng mình một cái cà gót nữa, nên là thôi quyết định là ở chơi qua Noel rồi về. Anh thua gì? Anh thua gì anh em đúng không? Anh em đấy. Noel về mày tính về Noel chưa? Noel về bữa nào? Thì chơi qua Noel còn về nhà chứ ba, chứ ở đây mình làm thôi, gì? Thôi sao? Ở đây chơi với tao đi, đằng nào có qua có lại đúng không anh em? Nó đến nhà mình chơi thì thôi, qua Noel tao xuống nhà mày chơi mấy hôm rồi về. Thật á? Để biết nhà mày luôn, wow. Là mày cũng đến nhà tao. Thì tao phải xuống nhà mày xem biết nhà mày như nào đúng không? Thằng Dương nó bảo á, quyết định là định hôm mình, đi nó xuống nhà mình. Mình xuống nhà nó hôm nay là ngày thứ hai rồi. Mà chắc là tầm 4-5 ngày mình mới về. Bây giờ nó xuống nhà mình luôn thôi. Anh em, rồi. Đúng rồi anh em. Mày đến nhà tao rồi, tao phải đến nhà mày. Vâng, xin chào mọi người, thì mình đã vào game rồi. Bây giờ kích ID cho mọi người xem đi. Dương, mình sẽ kêu Dương ngay. Đây là ID M4X3 nhóc 9X của mình. Hành trang set cà gót kéo xuống. Nick mình thì nó cũng là hết ngọc luôn, 17 ngọc. Nên là mình quyết định nạp 500k của Dương tặng này. Đây, okay. Đây là nó đã gửi cho mình. Nó đặt tên Zalo của mình. Đẹp trai chưa? Chào. Cái chữ nè. Đâu, okay. Mày nạp đi 409. Để xem đúng nha. 409 đấy, mới mua đấy. Cái set này của mày tuổi gì? Ăn set Son Goku của tao. Đấy, đây này cái đã. 09 nha. 409 308 308 663 369 369 466641. Ok. Quay vào đây. Xem đúng chưa? Rồi, quay đi. Gái gì đây? Gái gì đây? Ui, 1430. 1430 ngọc. Rồi, đây. Được điểm đó. Qua đảo đi. Quên cả mấy ngọc luôn à. Đang nghèo nữa đấy. Dương đúng là một người bạn tốt, một người chi kỷ, một nói chung là không còn gì để gọi bây giờ. Mua ngay cái này cho tao, tao ghiền lắm mày. Hiện tại thì nói chung là khoan hả mua nào. Okay. Khi mà nạp 500k vô thì mình sẽ được 1430 điểm sự kiện. Admin chứng tỏ admin rất là hút máu. Mà khi mà nó ra sự kiện nó bắt mình phải nạp game mới được đấy. Tao mua hai con xe tuần đầu được. Mua con xe cho tao, mua con xe đấy. Mua. Mình không bắt ngọc nhá, mua bông tuyết luôn. Bông tuyết để làm gì mày? Không biết. Ok, bây giờ mày cái xe. Có gì xem để mua làm gì đây? Đâu mua được gì đâu? Tí tặng cho tao. Ừ. À, tí ra thì thôi. Đâu bay ai? Ủa, bán. Vứt. Bây giờ là cái ván bay cùi này là vứt, không cần nữa. Vâng, thì bây giờ mình đã vào game lại, nói chung là nãy mình bị chưa âu ní ra, bay lên đi. Wow. What the fuck? What con gì to vậy? Ui. Thật không thấy tin được, nó đẹp. Nó đẹp, thật sự, nó đẹp thật sự mọi người ạ. Còn cái bọc tiết thì mình không biết làm gì. Còn cái về cái sự kiện thì nó nói chung là sự kiện mỗi năm nào nó cũng như nhau. Nên là mình chắc là không cần phải review cho mọi người biết. Còn cái dòng BT và ban hội kìa. Mày bay lên, nó bay lên xe nào, bay lên xe nào. Nó chở, nó chở quà đấy, mày thấy không? Ừ, chở quà. Xài avatar 10k ngọc. Xài cái này đúng là chắc chơi người dơi đấy.
chậm nha, bay chậm nha đấy, bay chậm nha. Vãi cái trưởng thiệt đẹp nha. Nói chung là quá thành công, quá là viên mãn, quá là ok, quá là tuyệt vời, quá quá ok luôn. Thằng Dương cho mình bây giờ nói chung là mình không cần nó nữa. Mày mẻ cho tao cũng không sợ nữa, thấy không? Này được thẻ xong bắt đầu quay ra. Đây và mình xin chỉ mọi người luôn, nói chung là có rất nhiều bạn khi chơi phiên bản á muốn to á, bây giờ mày thử ấn to đây, mày. Đấy, ấn to đi. Ấn shift enter nha. Đấy, thì cái phiên bản gồng gồng là phiên bản mới nhất, nó cho mình chơi trên máy tính to nha. Đây mình sẽ đấy. Đây, to đúng không? Đấy, okay. Chỉ cần ấn Alt enter. Shift enter, shift enter. Alt enter đúng được. Shift enter. Alt enter. Đó là nhỏ, Alt enter to đấy. Có nhiều bạn hỏi mình về cái vấn đề này nên là mình chỉ luôn. Đấy, sẵn thì nạp game, bây giờ mình sẽ xem hành trang ngay. Ngầu quá mọi người ơi. Mày có nhiệm vụ đại hội võ thuật tổng nick tao à? Nick này thì mình chưa cài, tại vì hôm nay mình đi hay chơi. Hay mày tao đi đại hội thật chung gặp nhau BK fan nhỉ? Mày tối lồn. Mày tối lồn.